Trước khi mà solo với anh thì em có điều gì trăn trối cuối cùng không? Mình sẽ cho anh ăn hạnh mọi người ạ. Bé thuộc Quýt Salonis. Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Hip. Và ngày hôm nay thì mình lại có mặt tại quán bia. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc vặt để tiếp tục với series solo bia cùng người lạ. Thì sau khi tập trước thì mình solo với cả gấm. Mọi người comment rất là nhiều về chuyện là tập tiếp theo mình sẽ có kèo solo cùng với cả Quỳnh. Thì ngày hôm nay mình sẽ chiều thị mọi người, mình sẽ solo với cả Quỳnh. Vâng, xin giới thiệu với tất cả mọi người, Quỳnh, Ali. What the hell? Không phải đây. Đây là Quỳnh Ali à? Tên tên. Vâng, chào thì hôm nay thì mình sẽ solo một kèo. Xin lỗi được chưa? Nào, ngày hôm nay thì mình sẽ một kèo solo bia cùng với cả Quỳnh. Trước khi mà solo với anh thì em có điều gì trăn trối cuối cùng không? Điều gì muốn chia sẻ với mọi người không? Mình sẽ cho anh ăn hạnh mọi người ạ. Bạn là nhất rồi. Nếu mà hôm nay anh thua em thì anh sẽ cho em đi xem phim. Ok. Hoặc là em đi ăn, em muốn làm gì thì làm. Ok không? Còn nếu như mà anh thắng em thì em sẽ phải tặng cho anh một nụ hôn. Ôi trời ơi. Mà sẽ không phải hôn bình thường mà sẽ là hôn bằng môi. Trời, sợ gì, thua mà sợ. Được của nó. Mọi người đoán xem ai sẽ thắng. Mình thắng. Thua. Ôi mày. Mẹ chứ con chi à. Có thể. Chơi. Ảo thật đấy.
Đỉnh cao. Amazing, good job em. Đừng quên là hãy comment tên một nhân vật tiếp theo các bạn muốn mình gạ kèo solo nha. Và mình cũng sẽ nhận kèo solo với tất cả mọi người chỉ cần comment xuống bên dưới, mình sẽ chọn một bạn để solo trong các vlog tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.